Nếu mà mấy bạn còn tìm một địa điểm đem mua sầu riêng ở cây lậy, ở yên tại đó và coi tiếp hết video nha. Trời ơi, nói đâu xa, mới hôm qua luôn, hai đứa tôi đi ăn lẩu, cái ngồi live stream hỏi mọi người là cây lậy ở chỗ nào sầu riêng bán ok. Rồi rồi, bà con địa phương rất là nhiệt tình bay vô chỉ. Nào là chỗ cây bá đậu nè, rồi search cái shop gì ở trên Google Maps ở gần khúc đó luôn, tại vì tụi tôi không có biết cây bá đậu là cái gì, rồi không biết là nó ở chỗ nào. Mọi người chỉ nhiệt tình quá trời, gần cầu thầy cai, cái tụi tôi chạy qua, tụi tôi thấy quá trời, trời ơi tiệm nào cũng quá trời sầu riêng luôn, mà không có thấy tiệm nào tên cây bá đậu hết trơn á mọi người. Cái bắt đầu mới lên đăng clip tức tớp hỏi mọi người, cái mọi người chỉ nữa thì ra là không phải là cái tiệm nào tên cây bá đậu hết, là nguyên cái khu đó là có cây bá đậu, cái khu đó là cái khu chuyên bán sầu riêng luôn. Nói chứ dọc cái đường 868 ở chỗ thị xã Cây Lậy là sầu riêng nhiều lắm mọi người, vựa sầu riêng cá đóng ê hề. Cái này là tụi tôi tấp đại vô một cái vựa nào đó thôi nha. Chỗ này thì chỉ có ri sáo thôi, giá thì là 60k một ký. Mọi người thấy cái tay tôi đang chỉ nè, là cái trái để ngày mai ăn là hôm nay ăn nè, là trái bự nha. Còn cái bên mé này là trái nhỏ ăn liền. Thì tôi khui ăn tại chỗ là một trái nhỏ, cái trái đó là 2 ký. Ta nói bước vô cái đường này là nó thơm nứt cái mũi. Giờ đã được đứng gần trái sầu riêng ăn tại chỗ luôn mọi người. Thì nói chung là thấy cũng đọc trên Google Maps thì mọi người kêu khuyến khích là nên khui trực tiếp tại chỗ. Tụi các bạn khui ra rồi các bạn coi thấy ok rồi thì mình đóng lại thôi, đừng khui hết như tôi nha, mất công gói bọc đem về nữa. Tôi lấy thêm một trái bự này để ngày mai ăn đem về nhà nè. Tổng vị chi hết là tầm 5 ký là 290. Ai biết lựa sầu riêng thì mọi người lựa nha, chứ hai đứa tôi không có biết lựa, với lại cũng không có biết trả giá luôn, cho nên là người ta nói sao thì thích, thấy thích trái nào thì lựa và mình mua đại thôi à. Gọi về nha, chỉ mọi người địa chỉ rồi nha, còn chỗ này tên gì tôi không biết, tôi tấp vô đại thôi đó.